Tiếc quá. Tiếc quá. Làm cái con chó. Ông biết đánh giá mình tới lúc nào. Thì kiên trì ghê lắm. Vũ Quang rùa đó. Tiếng ông con chó cái đầu xe. Tiếc quá. Gọi là một ví dụ. Tiếc quá. Và bây giờ mà quý vị cùng chúng tôi tiếp tục hành trình của chương trình. Tiếc quá. Hai. Mấy con điên. Có khổ. Ao nha. Tương ớt chín xu bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Jenny bật mí những câu chuyện bí mật. Sự tích thầm lặng. Tiếc quá. Bay bao nhiêu ngày đầu, mai đừng tắm. Con cá sâu kia kìa. Trời ơi. Cá sâu kia kìa. Trời ơi. Hello mấy cường. Trời ơi. Cá sâu luôn hả? Ủa này chị Đà mà. Cá sấu đó. Dạ đây cá sấu. Chị ơi sao chương trình chơi em vậy? Ai chơi được em? Đâu chơi vô anh. Chương trình đang định hỏi là tại sao em lại có thêm cái món đạo cụ đó, ý nghĩa của nó là cái gì? Chương trình gửi mail cho em là nói là các em ơi đóng vai thiếu nhi rồi nọ, gắn đồ này nọ phụ kiện con này con kia cho dễ thương. Anh ơi con nít chứ phải con khùng đâu đem cái này theo anh. Sao vậy trời? Em nói con khùng. Trời trong nhóm mà không dám đứng chung. Tại vì à, mọi người nghĩ là cái đó là suy nghĩ của mọi người. Nhưng mà em thấy con này rất hợp với em. Đây là con thằng lằn. Vừa con vừa thằng. Trời ơi. Em tưởng nó là con cá sấu. Cá sấu thôi. Đeo. Mẹ nói anh con cá sấu mặt xấu kìa. Ở đầu chương trình đó thì các bạn may mắn không phải đeo trên này. Nhưng mà để coi con thằng lằn này nó có tác dụng gì nha. Dạ. Bây giờ chúng ta chơi xong rồi chúng ta sẽ biết ha. Đúng rồi, mấy nay em có chạy xô con này rồi đó. Cộng đồng mạng cũng chửi nhiều. Lấy cho nó vui đi quên. Đưa cho con. Lâm ơi. Lâm ơi, gia đình chờ anh. Cưng ơi, bình an nha cưng. Có chừng đầu để tóc rồi, có chừng nó cà xuống gác nha em. Lâm ơi, bình an nha cưng. Ủa thằng làm quá gớm. Rồi phải chơi trên mặt đường. Tôi thắng mà. Trời ơi sao dở quá vậy. Tôi giỏi mà. Lâm ơi đừng có sợ, gia đình là an ấm rồi. Lâm ơi đừng có lo, gia đình bỏ em rồi. Ủa sao đầu hàng sớm vậy. Lâm ơi ngửa lưng ngửa người ra. Em cứ làm đi, không có được đâu. Người ta có một con linh vật thôi, tự nhiên đem thêm con vô cho nó xui. Nó đó, không được đâu. Có ngược sao mình không kiểm soát được. Mình mà nghiêng gì thì nó ngã. Vậy là mẹ cưng bằng tốt hơn bà Lâm. Chứ sao? Không, mẹ ba lần tốt mà, mẹ đi được cầu khỉ mà. Không, thằng Lâm nó cũng ba lần được á, nhớ cái đợt mà nó mình qua cầu không? Thằng Lâm nó chỉ có ba tăng thôi. Tại vì nó bị dở á. Ba của con đã đi rồi. Lâm ơi là Lâm. Ôi, miếu ông Lằn. Anh biệt ông thằng Lằn. Con này thạch sùng là do nó đi nó tham ăn đúng không? Hả? Con thạch sùng sự tích nó là do nó tham ăn nè, con tắc kè đó. Là do tham ăn cái chén bể đúng không? Con cái chén đó xong rồi nó kêu là tiếc đó. Tiếc nó bỏ cái mẻ kho. Cuối cùng người ta đòi cái mẻ kho nó không có, nó dục cái mẻ kho, nó giàu nó dục mẻ kho đi. Đúng rồi. Ừ. Là thầy gì đó, dạ đóng đó. Ừ. Hay quá! Hay quá! Hay quá!
Rồi, đó là chúng tôi đã hoàn thành xong rồi. Còn đội bên kia thì chỉ còn có Rifan ở đây thôi, chúng tôi không biết vì sao. Dạ, đây, Lâm, tất cả là vì con thằng làng này. Em không hiểu, em không hiểu. Sao vậy? Thôi để nó mùa yên mã đẹp đấy. Sao nhở? Cái trái này hả? Đó, tất cả là tại con này, quá xui. Con này là linh vật mới của chương trình. Con kỳ đà chứ không phải. Kỳ đà nó cản mình. Kỳ đà cản mũi đó. Đúng, kỳ đà cản mũi nha. Thôi bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Ai ơi, ai ai đỡ thằng Lâm kìa. Trời ơi, sao vậy Lâm? Trời ơi. Sao vậy? Trời ơi. Tắt hồn. Trời ơi, rồi mộ nàng ở cạnh chàng. Ê, cái thế thì kỳ quá. Thế gì vậy anh? Cái để thùng kìa. Trời ơi, thạch sùng tuyết quá tắt lửa. Đó, đó là thử tết cho thạch sùng. Thua rồi, tiếc quá. Thử tết thạch sùng. Vậy kết quả ở đây đã có. Diễn xong mà chị rồi kết quả rồi. Tại vì trễ giờ. Ủa chị anh? Ừ. Mặc dù rất là có cố gắng và bây giờ thậm chí là Quang Trung ở đằng xa vẫn còn tiếp tục cố gắng ha. Nhưng mà các bạn chưa nhận được thành công, dù là cố gắng rất nhiều, có thể là các bạn nên coi lại cái con linh vật kỳ đà cản mũi. Đó. Được rồi. Được rồi. Đó. Rồi, kỳ đà cản mũi. Từ đó về sau có con thạch sùng. Úp luôn. Tiếc quá. Bây giờ các bạn hãy chia sẻ với tôi là các bạn lấy điểm từ đâu nha. Xin mời các bạn chia sẻ đi là các bạn sẽ thắng từ đội nào ạ? Tiếc quá. Vui lắm. Thạch sùng bò lên, thạch sùng bò lên. Lên con, lên con. Lên, 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 lên con. Một đứa thì biến hình. Đội này hay ha, một đứa thì biến hình, một thằng thì còn bơi dưới chưa lên nữa. Trời. Không, ý là Lâm vô che lại. Tiếc quá. Tiếc hoài. Chơi thì không được mà tiếc. Chơi phải gì giỏi rồi tiếc. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã trải qua hai trò chơi vừa có dính nước rồi ha. Dạ. Thì đội mình cái ấy cái ửa cái cuối cái giữa đội đây cái giữa cái cuối hả đội này nhích hoài rồi. Bạn đấy. Ủa kìa. Okay. Thì đó thì bộ giỏi là một cái tội hay sao? Mình sống mình để người khác nhích với chứ. Nhưng không sao cả. Thôi cảm ơn quý vị đã thêm anh em chúng tôi đã bơi lội dưới nước. Cảm ơn quý vị là luôn ủng hộ này chúng tôi. Dạ. Em muốn để cho nó tập đi. Mà ở đây lần có cái luật của cái khu này. Là ai bước lên cuối cùng trả tiền. Thưa quý vị, đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Yeah. Rồi, chị thôi. Tiếc quá. Thảm thạch sùng vô anh em ơi. Tiếc quá. Vô, mỗi người bên 2, 3. Tiếc quá. Chắc lưỡi nữa. Đèn bớt một chân thôi. Tắt. Hey, tắt. Tiếc quá. Nhảm quá. Nó tự biết luôn. Miếng nó đòi hỏi sự bền bỉ. Phải có niềm tin. Không biết mắc cỡ mới diễn được mấy miếng này. Những người làm hài đó. Thì chúng tôi luôn cố gắng mọi thứ để cho quý vị có những nụ cười. Nhưng mà không phải lúc nào cũng thành công. Tiếc quá. Gọi là một ví dụ. Tiếc quá. Và tiếc bây quá. Giờ mà quý vị cùng chúng tôi tiếp tục hành trình của chương trình. Tiếc quá. Hai. Mấy con điên. Đối thủ. Ao nha. Tiếc quá. Và bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục hành trình của chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Yeah. Tiếc quá. Tiếc quá.
Ngon. Ê, tập sụp đàn để đẻ sai quá. Uống con rồi. Miếng không vui thì sao? Vậy, miếng không vui thì sao? Miếng không vui cho tự tôi vui. Tiếc quá. Miếng không vui thì sao? Anh luôn đó. Miếng không vui thì sao? Tiếc quá. Miếng không vui thì sao? Thôi. Rồi. Nhưng mà các bạn chưa nhận được thành công, dù là cố gắng rất nhiều, có thể là các bạn nên coi lại cái con linh vật chị Đà cản mũi. Đó. Được rồi. Được rồi. Đó. Rồi, chị Đà cản mũi. Từ đó về sau có con thạch sùng. Úp luôn. Úp mề luôn. Úp luôn. Tiếc quá. Bây giờ các bạn có chia sẻ với tôi là các bạn lấy điểm từ đâu nha. Xin mời các bạn chia sẻ đi là các bạn sẽ thắng từ đội nào ạ? Tiếc quá. Chặt quá. Thôi phải quýnh nó.